Từ nay anh mất em rồi, lãng nhìn chiếc bóng đơn côi, một mình anh chỉ anh thôi, thân xác hoang mang điêu tàn. Đúng như những lời bài hát trong Ngôi Sao Cô Đơn đang cực kỳ thịnh hành trong những ngày gần đây, dường như Ngôi Sao Cô Đơn là cách phù hợp nhất cho nhân vật của video hôm nay. Lê Trung Kiên, Yoshino, đã từng là người đi đường trên hàng đầu Việt Nam, là cái tên có thể cạnh tranh gắt gao trước một đại đế Stark hay Ma Vương Zeros ở thời điểm anh còn thi đấu, cho đến khi anh mất phong độ, đơn côi chẳng còn nơi để tựa vào, khiến cho thân xác điêu tàn qua năm tháng. Hôm nay, hãy cùng Cảm Thể Thao nhìn lại chặng đường đã qua của Yoshino và xem Yoshino đang cô đơn như thế nào tại Floss. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký bên dưới như là động lực cho kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về eSports. Và bây giờ mời bạn xem tiếp video. Viên Ngọc Thô chỉ được mài dũa. Xuất phát điểm là một cậu nhóc 18 tuổi thi đấu trong màu áo của New Power đặt trụ sở tại Vũng Tàu. Mùa giải MP thi đấu xuất sắc ở vòng thăng hạng VCSB, đặc biệt là cách đánh rất quái của Yoshino đã được các ông lớn để mắt. Tuy vậy, New Power đã hụt hơi trong chặng đường thăng hạng lên VCS. Nhưng với Yoshino, anh được lời mời đến từ Tinikun của Gam. Khi đó, Gam vẫn đang trên con đường tìm lại vị thế của mình sau khi những siêu sao đã rời đi. Viên Ngọc Thô Yoshino được đưa về dưới bàn tay của người thầy tí nị. Ở giải mùa xuân 2019, lần đầu tiên được thi đấu dưới màu áo Gam. Khi ấy, Gam không chỉ có mỗi Yoshino đi đường trên, họ còn một Kiaya rất đáng chú ý nữa. Hai tuyển thủ thay nhau thi đấu và Yoshino xuất hiện chỉ vỏn vẹn 4 trận đấu xuyên suốt mùa giải. Gam dừng lại ở vị trí thứ 5 và lần chào sân của anh chàng không quá thành công. Có được thành tích nhưng không quá bùng nổ. Đến với mùa hè cùng năm, Gam lúc này đã khác. Zeros đến và Levi trở lại, đừng nghĩ là nơi cả ba người đi đường trên thay phiên nhau trám vào. Ở khoảng thời gian đầu mùa, Zeros với lệnh cấm 6 trận giúp cho Yoshino đã có cơ hội chứng tỏ bản thân. Trong vòng 3 tuần, Yoshino thắng 10 trong số 12 ván mà anh tham gia. Yoshino thi đấu bùng nổ và khiến cho người hâm mộ khi ấy nghĩ đến viễn cảnh đã có một cái tên thay thế Zeros khi anh quyết định rời Gam về sau. Mùa giải đó, Gam đã thua cả 3 trận mà Yoshino không góp mặt. Mặc dù Zeros trở lại sau lệnh cấm và thi đấu suốt phần lớn thời gian còn lại của giải, nhưng với Yoshino, anh đã thi đấu 8 trong số 19 ván còn lại, bao gồm 3 ván ở đường giữa, nâng thành tích của anh lên 18 ván thắng trong số 20 ván anh ra quân tại mùa hè 2019. Gam, với sự xuất sắc của bộ đôi song sắc Levi Zeros, đã giành lại vị thế số 1 của mình ở VCS, giành được chiếc vé đến chung kết thế giới. Yoshino được Tinikun mang theo, nhưng không được ra sân bất kỳ trận nào. Câu chuyện hậu trường cũng vô cùng lùm xùm khi Tinikun cho Yoshino thi đấu trận cuối tại vòng bảng, nhưng vì kết quả sau cùng không còn ý nghĩa nên tài năng trẻ này đã không tham gia. Khẳng định tên tuổi bản thân tại Flash. Mà dù bản thân sau khoảng thời gian ăn tập ở Gam, Yoshino quyết định rời đội để khẳng định giá trị của bản thân dưới cái tên Team Flash. Anh trở thành hiện tượng tại mùa xuân 2020. Đường trên có mặt Yoshino chỉ bao giờ là ôn hòa. Khả năng đi đường tinh quái kết hợp với kỹ năng cá nhân giúp anh luôn khiến đối phương ôm hận. Kể cả Ma Vương ở thời điểm đó cũng chẳng là gì so với Yoshino. Trong cặp trận giữa Flash và Gam ở tuần thứ 7, Yoshino đã cho Zeros biết ai là ông chủ với vị tướng Seth. Anh hành dây lửa ra bả, kết thúc ván đấu với KDA 08 khi đi đường trước đàn em của mình. Đó là trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp Ma Vương. Đối với Yoshino, anh từng bước trở thành top laner hàng đầu VCS thời điểm đó. Đến giai đoạn playoff mùa xuân, thời điểm Flash cần Yoshino nhất thì anh lại không đảm bảo sức khỏe thi đấu. Shirt thay Stark vào sân trong tình thế bắt buộc. Khi ấy, Stark cũng đã thừa nhận rằng mình hoàn toàn out meta và không thể nào thay thế được cho người em trung kiên. Thiếu mất mắt xích quan trọng nhất, Flash vẫn chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch khi đã bại Gam 3-2 đầy nghẹt thở. Có lẽ nếu người chơi đường trên là Yoshino, câu chuyện đã đơn giản hơn. Bước sang giai đoạn mùa hè cùng năm, Yoshino trở lại và đại đế là người chia sẻ trọng trách đường trên cùng anh. Flash đưa người đi rừng đầy tiềm năng phát triển là Ego lên đánh chính, cùng Kelly, Slider và Palette hủy diệt hoàn toàn VCS, tất nhiên vẫn ngoại trừ Gam. Chung kết mùa hè, gặp lại người khổng lồ Gam, Flash có một điều kỳ diệu xảy ra nếu họ muốn bước lên ngôi vô địch, vì khi đó rất ít người cho rằng Flash có thể hạ gục được Gam, không chỉ là đánh đến ván thứ 5. Không, chuyện không như mọi người nghĩ. Cả hai đội đuổi bắt nhau trong suốt 4 ván đấu. Để ván nào quyết định, Yoshino lựa chọn On tại khu vực đường trên để đối đầu cùng Silas của Kiaya. Trong suốt ván đấu, Yoshino hoàn thành tốt vai trò của mình. Về cuối trận, anh đứng lên che chắn cho Slider và Kelly được thoải mái gây sát thương. Kết thúc năm ván đấu nghẹt thở, Flash lên ngôi vô địch
và cũng là lần đầu tiên Yoshino bước lên đỉnh vinh quang với khả năng của mình. Thậm chí đó còn là hai lần liên tiếp đã bại Gao do chơi theo thể thức nhanh thắng thua. Điều đáng buồn của Yoshino nói riêng và tập thể Flash nói chung đó là việc cả đội không thể ra biển lớn vì Covid-19. Ngôi sao cô đơn. Sau chiếc vô địch thành công rực rỡ 2020, Flash đã có sự thay đổi nhân sự đáng kể. Ba cái tên đóng góp cho chiếc vô địch là Slider, Ego và Kati quyết định ra đi. Chỉ còn Yoshino ở lại cùng Palette. Với những mảnh ghép mới, Flash hứa hẹn sẽ giữ vững ngai vàng của mình. Thực tế không dễ như Sợt nghĩ. Mùa giải đó Flash tuột dốc không phanh. Nhà đương kim vô địch đã không còn là chính mình. Bộ khung hủy diệt ngày đó không còn. Flash thi đấu vô địch, họ liên tục đón nhận những trận thua. Kết thúc vòng bảng với hiệu số 3-11 và cán đích vị trí thứ 6, Flash suýt tí nữa bị đẩy xuống đánh vòng thăng hạng với các đội VCSB. Sau tháng chống dịch vào năm ngoái khiến VCS không thể khởi tranh, ban tổ chức quyết định khởi động lại cho mùa giải 2022 bằng một giải VCS mùa đông. Không áp dụng lên xuống hạng, Flash thua không phanh tại giải đấu này. Họ nổ hũ 13 với chiến thắng trước SPTC và đó cũng là trận thắng duy nhất. Khi này, phong độ của Yoshino và cả đội tuyển đã dần thụt lùi. Với sự khủng hoảng về kết quả đạt được, Flash đã cố gắng đem những cái tên mới để giữ lại chút hy vọng gì đó xứng đáng với ông lớn ngày nào. Nhưng không, thất vọng tiếp nối thất vọng. Mùa xuân 2022 tiếp tục là nốt trầm của đội tuyển này nói chung và Yoshino nói riêng. Flash kết thúc mùa giải với hiệu số 3-11. Họ chẳng là ai tại VCS. Thậm chí, khi đánh với các đội tuyển ở vòng thăng hạng hè, Flash cũng đã để thua cả hai cặp trận với cùng tỷ số 1-3. Ngôi sao không thể phát sáng. Yoshino thi đấu không tệ, nhưng vì là một cá nhân như một tập thể đang có dấu hiệu đi xuống, Yoshino có cố gắng gấp mấy cũng không thể làm nên mùa xuân. Sau thành công với sự thống trị năm 2020, những năm tiếp theo có thể gọi là bi kịch của Yoshino. Xuất thân từ một cậu nhóc thi đấu các giải phòng net cho đến khi vô địch VCS, đó là điều quá đỗi xuất sắc. Nhưng Yoshino lại kém duyên với đấu trường quốc tế. Với những gì đã đạt được, Yoshino có thể gọi là một trong bốn đường trên xuất sắc nhất Việt Nam thế hệ mới. Nhưng đáng buồn thay, anh và đội tuyển đã dần tụt dốc và sự nghiệp gần như kết thúc. Hiện tại, Yoshino vẫn đang ăn tập tại Flash, để tìm một suất đánh VCSB mùa sau nhằm trở lại VCS. Bộ khung Flash lúc này bao gồm Pudding, Ikigai, Gen, Phúc Một, AT và cuối cùng là Yoshino. Hy vọng rằng ba tân binh đến từ Cerberus sẽ giúp Yoshino và Flash sẽ sớm trở lại vị thế hoàng kim từng có được. Và ngôi sao Yoshino sẽ không còn là ngôi sao cô đơn tại Flash. Chúc may mắn, Trung Kiên. Cảm ơn các bạn đã chọn xem Cảm Thể Thao. Đừng quên để lại cho tụi mình một like và một lượt đăng ký để không bỏ lỡ những video về eSports mới nhất nhé.